xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại kênh của thành lê usa như hôm nay chúng ta cùng nhau thời sự tiếp cuộc chiến của bên ukraine bữa nay bước qua ngày thứ 66 rồi và hôm nay có những thông tin rất hay và rất vui cũng như rất là thú vị luôn đó là thông tin uh, mấy gấu nga nó đã bắt đầu nó nhường bộ nó nhượng bộ như thế nào thì hôm qua hôm kia mấy ngày trước thì cô chú anh chị chính xác là trong suốt thời gian diễn ra cuộc xâm lược của gấu nga và ukraine thì cô chú anh chị cũng đã nghe một cái phong cách nói chuyện của mấy gấu nga mỗi một lần mà Ukraine nhận được sự viện trợ từ bên phía Mỹ với NATO là mấy câu nga nó nói như thế nào? Nó hâm dọ nước Mỹ nhà ta, nó hâm dọ khối NATO nhà ta. Nói chung là nó hâm dọ đủ thứ nước bên châu Âu hết. Nào là không có được viện trợ cho Ukraine nữa. Nếu không thì đừng sẽ làm cho cuộc chiến leo thang rồi sẽ coi như là sẽ nhận những hậu quả mà không thể lường trước được. Ha? Rồi sau này nó hâm dọa Mỹ là coi như là. Nga sẽ tấn công những nước nào mà viện trợ vũ khí cho Ukraine bằng những đợt tấn công thần thần tốc mà không có gì cản phá nổi dữ không dữ không nào là coi như là Nga sẽ coi như là đánh phủ đầu các nước nào mà viện trợ vũ khí cho Ukraine vân 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 đó mọi người đã thấy mà không phải không phải chỉ riêng một cái người nào hay một nhóm người nào trong chính phủ Nga hù dọa kiểu đó mà hầu tất cả các cấp bậc trong chính quyền nga đều hù dọn kiểu đó thậm chí là tới cái bù, bù tình đó, nga hoàng vô tình hôm hôm kia mọi người cũng thấy rồi đó nga sẽ đánh phủ đầu bằng những đợt tấn công thần tốc thần tốc nha mọi người vào những nước nào mà dám can thiệp viện trợ vũ khí cho ukraine thì dĩ nhiên là gì cứ mỗi lần mấy con nga nó không dọn vậy thì mỹ với bên châu người ta tăng viện trợ cho ukraine thì cái bằng chứng là mọi người cũng thấy là mỹ tăng viện trợ cho ukraine ngoài vũ khí hồi mấy đợt trước mấy từng gọi ra thì bây giờ là gì anh, Biden anh yêu cầu quốc hội là phải chi viện cho Ukraine thêm 33 tỷ đô nữa. 33 tỷ đô la tiền quân sự là nhiều lắm nha mọi người nó nhiều hơn. bằng mấy năm trời quốc phòng của rất là nhiều nước trên thế giới nữa. cộng lại luôn á ok chứ không phải là đơn giản đâu nói cách khác có nghĩa là gì cái số tiền mà Mỹ chi cho Ukraine là dư sức để cho Ukraine mà đánh với mấy ngôi Nga qua tới năm sau qua tới bao nhiêu năm nữa luôn chứ không thèm năm sau nữa và nếu mà hết vậy không cần vấn đề mỹ sẽ chi tiếp chuyện rất đơn giản tiền đó với nước mỹ nhà ta lại chuyện vô cùng đơn giản giống như đang dẫn vậy đó ok không chị cô chú anh chị nghĩ xem chính phủ mỹ nhà ta có thể chi tới hàng ngàn tỷ đô la hàng ngàn tỷ đô la tỷ đô la mà hàng ngàn tỷ là nghe là chóng mặt rồi không chi là có vài chục tỷ đô có thấm thía gì đâu ấy uhm, tại vì chính phủ người ta có mấy tiền mà you know. chứ <laughs> nó bỏ qua chuyện đó đi thì bên bên anh á bên anh cũng tăng cường viện trợ vũ khí nè không, không đúng không rồi bên đức bên đức thì quốc hội đức cũng vừa thông qua là cái đạo lực là viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine này ha rồi bây giờ là bên Pháp bên Pháp thì cái ông tổng thống Pháp là ông mà ông mà Macron á sau khi mà ông tái đắc cử xong rồi tức là bây giờ là cái ghế tổng thống của ông là khá là yên chị rồi không thành ra là bao giờ ông quay qua ông mới alo với ông tổng thống Ukraine là Zelensky ấy anh Zelensky khỏe không trời mừng quá bây giờ tưởng đâu là không nói chuyện được với anh nữa mừng quá bây giờ tôi đã đắc cử rồi tôi sẽ tiếp tục bây giờ tôi sẽ gia nhập Mỹ và khối NATO nói chung để mà viện trợ thêm cho anh vũ khí đừng lo ok đóng quay vào được để... ao thiết kem với mẹ đó đại khái là điện thoại cho ông tổng thống Zelensky vậy đó thì Pháp sẽ viện trợ Ukraine là gì cũng là những loại pháo binh trong đó có hệ thống mà pháo tự động của pháp đó, cái pháo mà pháo tự hành chứ pháo tự hành của pháp nó nó gọi là gì nè Caesar ha là cũng là một loại khá nổi tiếng trên thế giới và dĩ nhiên á, là cũng loại xe thiết giáp rồi xong rồi tên lửa chống tăng rồi vân 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 nhưng mà nói chung là gì cái quan trọng là gì có viện trợ vũ khí mà Ukraine nó có thể đánh được không <laughs> có thể đối đầu với mấy ngôi nga được chứ cô chú anh chị tưởng tượng xem nếu nếu mà bớt một nước viện trợ thôi, tức là Ukraine đã bị bớt đi bao nhiêu phần tiền, bao nhiêu phần vũ khí rồi đúng không? Người ta gọi là gì? À, cô chú anh chị cũng đang nghe cái câu chuyện bó đũa rồi đó, đúng không? Một nước thì không đủ nhưng mà nhiều nước thì sẽ dư. À, thì cái idea nó là vậy đó. Xong rồi bữa nay bữa nay là Tây Ban Nha, Tây Ban Nha là nước mà cũng có truyền thống là gì là trung lập ha cũng tăng cường viện trợ cho bên ukraine bằng xe thiết giáp đồ này kia rồi tên lửa chống tăng rồi súng đạn bơm mìn gì đó vân vân thì có nga nó diện nó nhượng bộ là như thế nào có nga nó nhượng bộ là hôm nay hôm nay cái ông mà gọi là ông ngoại ngoại trưởng nga đó ha, ông bộ trưởng nga mới đúng ông là Rolf đó ông sergei lagorov là ông mà mặc say sệ mà đeo kiến là coi như là gì ninh thần của putin thì ông nói, ông, nói, ông, nói, ông, nói vậy, ông nói là ông nói kiểu gì nè ông nói là nga không có chiến tranh gì với bên nato hết á nhưng mà nato đang làm cản trở cái quá trình hòa bình của Ukraine NATO đã coi như là bên Ukraine đã chịu nghe theo sự chỉ dẫn của Ukraine <laughs> để để mình lặp lại em soi để mình lặp lại cái như cái ông Lavrov ông nói vậy nè ông nói á là nga không có chiến gì giữa bên NATO hết á nhưng mà Ukraine nó tại vì Ukraine nó nghe lời bên NATO thành ra nó không chịu đàm phán hòa bình nghe Ồ, nghe sao thấy nó hơi bị lệch lạc rồi nhưng mà chưa đâu nếu như vậy mà cũng chưa nữa đó. thì ông lại tiếp tục ông lại gây sc scandal tiếp Ông đó, cái xong rồi ông là, ông nói tiếp đó nha Là bây giờ ông ngoại trừ Ông nói là không gây chiến với bên NATO đúng không Bây giờ ông quay qua nước Anh Ông nói anh á, tại vì anh tiếp tục viện trợ Vũ khí cho Ukraine thành ra Ukraine nó không chịu đàm phán hòa bình Nói chung là Dạ cái này là mình dịch đúng nè Hoàng Mình không có dịch sai nha Nếu mà cô chú anh chị xem tin tức thời sự Từ những cái kênh nào đó hay những đài truyền hình nào đó Mình không biết Thì mọi người sẽ nghe được cái lời bình luận như vậy Trước tiên nó thể hiện là gì quá gọn gàng là mấy gấu nga nó đã nó đâu có dám đối đầu với nato nhà ta đúng không <laughs> tại vì mình đã nói rất là nhiều lần rồi nato nga mà nó dám đụng tới nato là nó chỉ có từ chết tới bị thương thôi không, nó không có cửa nào để nó binh hết á Nghe không và nếu mà cô chú anh chị xem cái cách mà gấu nga nó hâm dọa đó thì cái, những nước nào chưa vô NATO là gấu nga nó không giỏi dữ lắm nha nó coi nó nó mày đó nga ok đừng có vô NATO nếu không đừng trách tôi đánh nha vân vân còn những nước nào mà đã vô NATO rồi mặc dù nhỏ bé chẳng hạn như là Estonia hay là Latvia hay là Lithuania gì đó là những nước Bắc Âu đó chỉ có một hai triệu dân thôi nhưng mà những nước đó là thành viên của NATO thành ra là có nga là nó, nó không nó không có hâm dọ gì mấy nước đó đó okay. là mọi người cũng đủ hiểu rồi đó cái cách mấy gấu nghe này là ngay từ đầu chính xác từ xưa tới giờ là nó cũng thừa biết là nó không phải là đối thủ của nato nó không phải là đối thủ của nước mỹ nhà ta ok thành ra nếu mà chọn một cái giải pháp an toàn để mà hù dọa những cái nước nào mà không có vô nato như là ukraine hay là moldova hay là georgia được thôi à, giờ cái quan trọng hơn nữa là gì nó không rõ nếu mà chưa xảy ra chiến tranh á, thì nó không rõ thì coi như cái lời không rõ của nó còn có chút ký lô tại vì lúc đó người ta chưa có biết thực lực người ta chưa có biết tiềm lực quân sự của nó như thế nào trên giấy của nó là coi như trời ơi à, mấy chục ngàn mười hai ngàn chiếc xe tăng ngày hai mươi ngàn chiếc xe tiết giáp bốn năm ngàn chiếc máy bay rồi sáu à, ngàn cái tên lửa đầu đạn hạt nhân này à, gì nào ba trăm bảy mươi chiếc tàu chiến ngày, coi như một trăm chiếc tàu ngầm ai mà đánh cho lại đúng không nhưng mà sao sao cái cuộc xâm lược cô gấu nga về Ukraine thì người ta mới phát được hiện ra à quá ra là gấu nga này đó chỉ là con hộ giấy thôi tại vì số liệu đó chỉ là số liệu trên giấy thôi còn thật lực thật sự của nó là chỉ cỡ hai phần trăm cái số lượng mà trên giấy của nó thôi ok tức là nó cách khác có nghĩa là gì gấu nga nó chỉ có vũ khí nguyên tử để mà nó hù người khác thôi mà nó làm sao mà dám dùng tới bông nguyên tử tại vì dùng tới bông nguyên tử là nó sẽ chết chắc nó nó sẽ thành bụi hết thành ra nó cũng sẽ không bao giờ nó binh cái đường đó <laughs> ok tại binh cái đường đó là coi như nó cũng tự nó cũng gì tự diệt vong nó thôi thành ra nó gấu nga nó sẽ không bao giờ binh cái đường đó thành ra đó là mọi người đã thấy được cái cách mà đổi giọng của mấy gấu nga rồi đó nó không thể hù rồi dọa được nữa thì bây giờ nó lại binh cái đường khác tại vì bây giờ hù quá trời hù rồi hù hoài mà bên nato với mỹ không sợ gì hết mà còn cương cứng hơn nữa hả, à, cương lên á nha coi như là chọc tức mấy gấu nga cho nó nổi máu nó lên á Okay. thì thành ra bây giờ nó phải binh cái đường khác, đổ thừa về hướng khác và cái mắc cười nhất là gì mấy con nghe cô chú anh chị thấy không? đó đổ thừa Ukraine không chịu đàm phán với nó là cái này là mình thấy mấy con Nga đó nghe cô chú anh chị tưởng tượng xem nói chuyện con nghe nó đi xâm lược, nó Ukraine nó đưa quân vào nó chiếm đất Ukraine nó tàn phá thành phố nó coi như nó sát hại bao nhiêu ngàn dân thường đó mà nó kêu Ukraine đàm phán với nó là đàm phán như thế thế nào đây đàm phán cái gì đây trong khi cái việc mấy công nga nó làm là đơn giản nhất nó có thể làm luôn là chỉ cần nó rút quân thôi nó rút quân là tự nhiên hết chiến tranh là mỹ với nato cũng đâu cần viện trợ cho ukraine làm gì nữa <laughs> tại vì mục đích viện trợ vũ khí cho ukraine là để làm gì đương nhiên là để đánh mấy công nga nhưng mình mà, mà tại sao cần phải đánh mấy công nga là tại vì nó đang xâm lược ukraine vậy thì nếu mấy công nga nó không xâm lược ukraine thì đâu có cần ukraine đâu cần đánh nó nữa thì Mỹ với NATO cũng đâu cần phải viện trợ vũ khí cho Ukraine nữa đúng không nhưng mà dĩ nhiên tại vì chúng ta đang nói tới cái loài gấu cái đầu ốc con gấu của nó nó không có hiểu được cái mấu chốt vấn đề hoặc là nó cố tình nó không hiểu gì đó <laughs> ok cái như là có nghe bây giờ nó muốn ngưng chiến nhưng mà nó muốn ngưng chiến theo cái kiểu là nó muốn giữ được cái thành quả mà nó cướp được của Ukraine à mà thấy nó khôn mà nó khôn là nó khôn trên đầu trên cổ người khác nó nghĩ là nó khôn nhất thiên hạ không à nó cướp được của ukraine một cái mảnh đất mà dọc biên giới dùng đông bắc với ở, ở miền nam của ukraine ở bên cái biển azov một chút ha thì gì dĩ nhiên là bây giờ chiến tranh kéo dài hoài từ từ ukraine sẽ nhận được nhiều vũ khí thêm thì từ từ á sau khi mà nhận hết vũ khí rồi coi như là ukraine ta củng cố lực lượng triển khai các lực lượng vào vị trí thì người ta sẽ phản công đó còn gấu nghe thì càng ngày nó càng bị hao binh tổn tướng càng ngày nó càng bị thiệt hại vì vũ khí càng ngày càng nhiều binh lính nó chết và đặc biệt nó cấm giận nữa tức là gì nó không thể sản xuất cái số lượng vũ khí mới để mà bù nó đắp vô được thì gấu nghe nó càng ngày nó càng bị yếu thì chắc chắn là gì nó từ từ nó sẽ bị thua lại cái vùng mà nó bị chiếm chiếm được của ukraine đây, ra là mà cái đó là cái chuyện của tương lai đi còn bây giờ gấu nga là gì nó muốn là nó muốn chia đà nó muốn là cái cách nói chuyện của nó là gì nó muốn coi như là ukraine đàm phán với nó để nó được giữ lại cái phần mà nó cướp được nhưng mà dĩ nhiên, nhiên cái đó là chuyện không thể nào tại vì sao bây giờ ukraine người ta là mạnh hơn nó nhiều vũ khí hơn và càng ngày càng nhận được nhiều sự viện trợ hơn Đó nó khác có nghĩa là ukraine họ cũng thừa biết là bây giờ cái cửa mà chiếm lại cái mấy cái vùng mà gấu nga nó chiếm á là rất cao luôn ở đây có thể gọi là cơ hội ngàn năm có một cho bên phía Ukraine thôi à, Thành ra là Ukraine dĩ nhiên là không đàm phán cái kiểu đó với tụi nó Thành ra là <laughs> Cái mấu chốt hiện giờ là mọi người thấy cái kiểu nói chuyện mấy con Nga nó rất là mắc cười luôn Nó đòi hỏi là cái gì, nó xâm lược Ukraine đi Mà nó đòi hỏi Ukraine là coi như là phải phải nhịn đó Mà dù Ukraine, ta đang thắng thế mà phải nhịn đó Để chi? Để cho nó được gọi là giữ cái thành một quả mà nó cướp được của Ukraine và cái mắc cười hơn nữa là nó không còn không dọa được nước mỹ nhà ta nữa thì bây giờ nó lại đổi qua cái đổ thừa cái lý do khác ôi mắc cười mấy con nghe quá thôi video đó giờ xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye, bye.